Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của UBS Shop nha. Hôm nay mình sẽ tổng kết các bé Batman đang có tại UBS Shop luôn trong cuối tháng 4 đầu tháng 5 này. Chúng ta sẽ làm quen với các chú ếch Batman baby nha. Một quá trình phát triển của ếch Batman thì nó sẽ phát triển từ nằm nọc lên. Và đây là các bé mà là ếch mà chưa đứt đuôi nằm nọc luôn nè. Đợt này thì ếch khá là to. Trên có một số bé chưa đứt đuôi nằm nọc mà tướng nó đã to con hơn rồi. Còn bé ếch này của bài khác nè, nó đã đứt đuôi mà nó có chút ếch à. Đấy, cho tùy theo con giống, cha mẹ và từng loài nha. Hứa hẹn là mấy bé mà là to con vậy mà chưa đứt đuôi nọc thì có thể khi lớn nó sẽ mau lớn hơn, nó to con hơn các bé bình thường. Đây các bạn thấy có đủ các màu xanh, vàng, có vàng lilac nữa nè, khá là đẹp nha các bạn. Đây, bạn nào đặt nhanh thì tha hồ lựa, giá bình dân hấp dẫn. Chúng ta đang có 5 vàng, 4 xanh. Thế 5 vàng, 4 xanh, 1 đỏ. Chúng ta có ếch bự hơn của lô trước. Bạn lưu ý là Batman nhỏ nhỏ nó hay nhảy lắm nha. Phải đầy lại cho chắc ăn. Đấy. Còn đây. Hai chú ếch Batman màu sô cô la like vẫn còn của lô trước. Một cái là lô sô cô la like green, một cái là sô cô la light. Đấy, hai bé đây là size baby nè, size cỡ cũng tháng hơn do ế mà còn. Thì chúng ta sẽ qua xem mấy bé Batman mà nó ù nuôi. Đây, khi mình lớn rồi chúng ta nuôi size to rồi thì nên nuôi trong một cái hộp có đất nó sẽ tốt hơn. Đấy, thấy con mắt của nó không, ta cùng khám phá. Đấy, một bé nó thích ủ dưới đất như vậy đó. Em sẽ tìm tiếp bé tiếp theo nằm đâu đó dưới đây, có khi mình đào cả buổi không thấy, tưởng nó nhảy đi mất. Đây, hai bé, còn một bé nữa, trốn đâu. Đây, rất là hay nha các bạn, chúng ta đang có ba bé rồi. Dạ, tất nhiên là hết rồi. Hộp này đen chỉ có 3 bé thôi, đủ 3 màu. Mình sẽ rửa ra. Đặc biệt của loài ếch Batman này nó sẽ có một cái lớp màng bảo vệ khi mà nó nằm trong đất. Đây, không hề bị gì nha các bạn. Rửa ra màu rất là đẹp. Khi nào cho ăn thì bắt ra. Mình thường nó chui xuống đất nó ở, vậy nó sẽ sống khỏe hơn. Khi lớn mình nên nuôi kiểu như vậy, nhìn nó tự nhiên đẹp. Ở trên thì mình trồng cây, ở dưới thì mình nuôi ếch. Cái này thì rửa hoài nó cũng ra màu tối à, tại nó là một sô cô la mà. Hàng độc đấy. Mình đã có đủ 3 màu là sô cô la nè, đỏ và albino. Và phân biệt giữa màu đỏ và màu albino. Đỏ này nè, ở trong là nguyên người nó sẽ đỏ nhiều hơn. Còn con albino đấy, nó sẽ lớn vàng nhiều hơn nhé. Rồi chúng ta sẽ phân biệt luôn cả được cái. Lớn lớn cái này thì coi được, đó là coi tay trước của bé nè. Coi có cái mụn ruồi nào không. Ví dụ mà có đó là con đực, mà không có là con cái nha các bạn. Ở hai tay tay nào không có được. Không có rồi, cái này dính đất rồi chứ không có cái mụn ruồi nào hết. Bé này bé cái nha các bạn. Bé bên này coi được chưa ta. Ồ. Đây, chúng ta đã thấy bé này bé đực nha các bạn. Mình sẽ chỉ cho bạn coi kỹ hơn. Rửa. Tiếp này là sẵn giới thiệu ếch Batman, sẵn chỉ cho coi được cái luôn. Đấy, nhìn kỹ cái tay của bé nha. Nhìn kỹ ngoài tay coi. Nhờ quá, một mình quay hơi khó. Đây, cái dấu màu nâu nha, cái dấu màu nâu ở chỗ tay này. Đấy, các bạn ý cái chỗ tay mà mình đang quay không có chấm đó, đó là đực nha các bạn. Viền của bé đực. Rồi đến bé này, coi trên tay nào cũng được, có cái chấm là con đực vậy thôi, rất là dễ. Bé sô cô la thì đây cũng là đực luôn nha các bạn, có cái chấm ở tay đây.
cái khoảnh khắc hồi nãy cho bạn, có bạn có để ý thấy không? Này, ở tay nó có một cái chấm nữa cho em. Khá là khó nhưng mà đấy, nhìn kỹ cái chấm chỗ cái tay nè, mình đang bẻ ra cho bạn ngay ngón tay đây nha các bạn. Đấy, cái chấm này là được nha. Ok, bây giờ mặt cửa nó co nhiều quá, còn nhiều. Chúng ta sẽ chuẩn bị đất ém xuống lại cho nó đỡ dằn, cho mấy bé đỡ đào lên thôi. Mình hay đào bới quá. Ê, đi đâu rồi mấy đứa? Đấy, mình cứ thả nó vô, tự động mấy bé nó sẽ biết đào đất xuống dưới thôi. Chính đất vậy không sao nha các bạn. Đấy, cho mình trồng cây nó rất là đẹp, sao nó muốn trốn xuống nó trốn. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với một dòng ớt nữa cũng đang có tại shop, đó là ớt Bullfrog nha các bạn. Đây là dòng ớt Bullfrog BB, đặc biệt nó hay nhảy lắm nên mình hơi ngại mở nắp, các bạn coi nhanh. Đấy, nhìn nó thì chẳng khác gì một con ớt đồng, màu sẽ đẹp hơn. Ớt bán ngoài chợ đó nhưng nó sẽ có điểm chú ý rất là đặc biệt, từ các bạn coi sẽ biết. Đây, bé này thì sáng hơn đấy, nhảy rất là sung nha, nhớ đậy nắp không là chúng ta sẽ thất thoát bé liền. Đặc biệt của Wolford là khi lớn nó sẽ rất là to. Đây, giờ có một bé mắc sai tại shop đó, nó sẽ khác hẳn con ếch ngoài đồng ruộng nha các bạn. Nhiều bạn cứ tranh cãi với bạn bè của mình. Đây, hãy cho các bạn nó coi cái clip này để biết là Bullfrog khi lớn nó sẽ lớn như thế nào. Cái này thì ăn được chuột bạch rồi nha các bạn. Các bạn coi trên kênh YouTube của Vé Shop thì sẽ có nhiều clip, có clip về các bé Bullfrog này nè, ăn được cả chuột bạch, ăn được nhái, rắn, rồi nói chung con gì vừa miệng nó là nuốt à. Đấy, rất là hoành tráng nha các bạn. Nó to hơn cái hạt điện thoại, nó to hơn một cái ốp lưng điện thoại nữa đó nha các bạn. Đấy, ok, vừa rồi là mình đã tổng kết các bé Batman, các bé Bullfrog tại shop. Các anh đợi mình xíu, mình sẽ cho các bạn xem một chú ếch nữa. Chú ếch này thì chỉ khoe thôi chứ không có bán, bởi vì nó khá là mất công khó mà nhập được. Lần trước mình nhập hai con thì do quá trình vận chuyển nên bị sốc chết hết một bé rồi, nên giờ để nuôi luôn cái này không có bán nha các bạn. Đây, đó là YG Fox nha các bạn. Đấy, màu xanh bạc hà, đặc trưng của ếch cây nước ngoài. Dòng ếch này thì ăn dế nha các bạn. Đấy, người ta còn gọi nó ếch buồn ngủ nữa, thì nhìn mặt nó lúc nào cũng như buồn ngủ á. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Dòng này nuôi thì cũng đơn giản, ăn sâu dế là chủ yếu, nuôi bán cạn. Nó khác với Batman hay Bullfrog là ăn cá là chủ yếu nha. Dòng này ăn dế thôi, mình thường thường xin cho ăn dế, thích trời mát mẻ ẩm. Đấy, hôm nay lên màu xanh bạc hà đẹp cho các bạn xem nè. Bình thường lúc nó khó chịu nó sẽ chuyển qua màu nâu đen, mấy màu tương đối đẹp rồi đó, rất là baby cute nha các bạn. Quá xinh đẹp. Đây, đấy là dòng mà ếch cây của nước ngoài. Chúng ta sẽ đến với một dòng nữa, đó là ếch cây của Việt Nam, cũng có tại shop luôn. Đấy, ếch cây Việt Nam và ếch cây nước ngoài khác nhau hẳn nha các bạn. Của Việt Nam thì nó hơi ốm và không được tròn dễ thương, nhưng cũng có cái gì đó hay hay của nó. Nó cũng có nuôi đủ. Hay bị chớ đèn rồi. Chúng ta quay từ trên xuống có được không? Thôi, chúng ta quay lớp kiến thôi. Mình cũng có nhiều clip về kiến và các bé ếch cây này rồi, các bạn có thể xem trên kênh YouTube của Vé Shop nha các bạn. Đấy, thôi về chuồng đi con. Không chịu về. Ok, thì chào mấy bạn này nữa đi. Có Batman, Bullfrog, Sai Baby nha các bạn. Cái này có cơ chế bắn nước luôn nha các bạn.
Đâu vậy con? Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của bé shop nha các bạn. Có rất nhiều các clip hay về các bé thú cưng. Bye bye.